người Trung Quốc há hốc mồm khâm phục công nhân Việt Nam vì dám đình công đòi quyền lợi, còn họ chỉ biết ước. Grab Việt Nam xin chào các bạn. Gần đây trên mạng xã hội Trung Quốc có xuất hiện một chủ đề khiến mình xem thấy rất ấn tượng. Đó là người Trung Quốc hầu như đều tỏ ra bất ngờ, thậm chí là khâm phục vì công nhân Việt Nam chúng ta đôi khi dám mạnh mẽ đứng lên để đòi lấy quyền lợi chính đáng của mình. Trong khi ở Trung Quốc, công nhân thì không được làm như vậy. Vấn đề này đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm và bàn luận của cư dân mạng nước họ. Hãy cùng mình điểm nhanh một số bình luận liên quan đến chuyện này nhé! Người Việt Nam dám đình công như thế là vì họ có công đoàn giúp đảm bảo quyền lợi của công nhân. Luật pháp nước họ cũng không quá khắt khe trong việc để người dân nêu lên ý kiến. Miễn là mọi thứ được diễn ra trong khuôn khổ luật pháp, hành động chính đáng, hợp lý thì sẽ chẳng ai ngăn cản. Bọn họ được tạo điều kiện hết mức để đấu tranh cho quyền lợi hợp pháp của mình. Thật là ghen tị quá đi, vì ở đất nước chúng ta, việc bạn nói một câu sai ý cũng đủ đi tong rồi. Chứ đừng nói gì là đòi đình công, biểu tình như Hàn Quốc và các quốc gia Đông Nam Á khác. Tôi ủng hộ việc người lao động Việt Nam đình công để có quyền lợi tốt hơn, và đó là hành động tự bảo vệ chính mình. Tôi có người bạn, cô ấy làm việc rất vất vả cho một công ty nước ngoài, nhưng lại không hề nhận được mức lương tương xứng. Công nhân như tôi nhìn mà chỉ biết ước. Ở Trung Quốc, nếu chúng tôi không hài lòng về một điều gì đó, thì chỉ có thể than vãn trên mạng. Nhưng nếu lỡ chia sẻ gì đó quá kỹ thì gần như ngay lập tức bài viết sẽ bị xóa đi. Và cuối cùng vì đồng tiền nên đành phải tiếp tục làm công việc mà bản thân cảm thấy mệt mỏi. Thử hỏi ở Trung Quốc có bao nhiêu người dám làm được như họ, bị đối xử bất công thì chúng ta cũng phải cắn răng chịu đựng. Không thể lên tiếng vì không ai cho mình quyền được lên tiếng và cũng không ai đứng ra bảo vệ cho chúng ta khi chúng ta muốn đòi lại quyền lợi chính đáng của mình. Cứ hễ người lao động ở Trung Quốc lên tiếng thì chắc chắn sẽ bị bắt im lặng. Dù là hành động hợp lý thì bọn họ cũng chỉ phải ngậm ngùi, chịu sự ngăn cản và áp lực từ chính phủ. Tôi thấy thật sự ghen tị với công nhân Việt Nam. Không chỉ bọn họ mạnh mẽ và đất nước của họ cũng phần nào tạo điều kiện tối đa cho những hành động đòi hỏi hợp pháp và chính đáng của người lao động nước họ. Đây là điều mà quốc gia nào trên thế giới cũng có thể làm tốt được. Ở xã hội hiện tại, không phải riêng gì ở Việt Nam mà ở bất cứ đâu trên thế giới, khi một lực lượng lao động không được đối xử công bằng và không nhận được quyền lợi chính đáng của mình, đối mặt với những bất công, họ sẽ chọn cách đứng lên đòi quyền lợi của mình. Những bất công đó có thể đến từ việc công nhân phải làm việc tăng ca quá nhiều mà lương thưởng quá thấp, hay thậm chí là không có tiền tăng ca, hay điều kiện làm việc và sinh hoạt không đảm bảo, hay họ phải tuân thủ quá nhiều quy định, quy trình khắc nghiệt và vô lý tại nơi làm việc, và tất nhiên là còn 7749 vấn đề khác khiến công nhân buộc phải đứng lên để bảo vệ chính mình. Các cuộc biểu tình, đình công, phản đối và các hình thức khác là cách thức thường được sử dụng để công nhân đòi quyền lợi của mình. Mình không dám chắc là 100% hay thậm chí là 50% về tỷ lệ thành công của những lần đấu tranh này. Nhưng điều quan trọng ở đây là bằng lòng can đảm, sự đoàn kết và chừng mực, tuân thủ pháp luật, các công nhân dám đứng lên đấu tranh cho cuộc chiến bảo vệ quyền lợi của chính mình. Việc công nhân đứng lên đòi quyền lợi chính đáng của mình không chỉ mang lại lợi ích cho chính họ, mà còn là một thông điệp quan trọng cho xã hội. Nó cho thấy rằng công nhân là một phần không thể thiếu của xã hội và họ xứng đáng được đối xử công bằng và được trả công xứng đáng cho công sức của mình. Nhưng bên cạnh đó, việc đấu tranh cho quyền lợi của người lao động ở Trung Quốc là một vấn đề phức tạp và nhạy cảm hơn nhiều. Còn phức tạp và nhạy cảm đến như thế nào thì qua những bình luận của cư dân mạng Trung Quốc ở phía trên, mình nghĩ rằng các bạn cũng phần nào cảm nhận được. Trên đây là những thông tin có trong video ngày hôm nay. Bạn nghĩ gì về việc công nhân dũng cảm đứng lên đòi quyền lợi cho mình? Hay bạn thấy thế nào khi người dân Trung Quốc nói rằng họ ngưỡng mộ tinh thần dám đấu tranh mạnh mẽ của công nhân Việt Nam? Hãy để lại bình luận ở phía dưới để chia sẻ cho mọi người được nghe về cảm nhận của bạn nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like video và nhấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ Grab Việt Nam nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung thú vị tiếp theo.